Chào các bạn, cô là Mai Quyên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề động chạm an toàn và không an toàn. Mọi hành vi động chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể đều là động chạm không an toàn, trừ một số trường hợp bác sĩ, y tá khám bệnh hay bố mẹ thay đồ, nhưng phải được sự đồng ý của chúng ta. Anna nói rất đúng. Nhưng các bạn có biết, có những động chạm không an toàn không chỉ đến từ những người lạ, thậm chí chủ yếu đến từ những người quen biết hay thân thiết trong gia đình. Cô biết điều này thật đáng sợ và cũng thật khó để nói về điều đó. Nhưng vẫn có những chuyện như vậy xảy ra. Vì thế các bạn cần nhớ được những nguyên tắc để bảo vệ mình. Điều đó thật đau lòng, vì những người thân trong gia đình đều là những người chúng ta tin tưởng. Nhưng vẫn có những chuyện như vậy xảy ra. Và tớ sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Bạn Cúm năm nay 7 tuổi và đang học lớp 2. Bạn ấy ở với bố mẹ. Thời gian gần đây, chú của bạn ấy bị thương ở chân, nên chú tới nhà Cúm ở một thời gian để chữa bệnh. Việc di chuyển khá khó khăn, chú thường xuyên phải dùng nặng để đi lại. Bố mẹ Cúm đi làm từ sáng đến chiều. Thời gian này, buổi trưa, Cúm thường về nhà để ăn cơm cùng chú, rồi chiều lại đi học tiếp. Chú cũng còn trẻ và khá vui tính. Chú thường chơi cùng Cúm nên bạn ấy rất quý mến chú. Hôm đó Cúm vừa đi học về thì không thấy chú đâu. Cúm về đấy à? Hóa ra chú đang ở trong phòng. Hôm nay chú không chơi được với Cúm rồi. Chú sao thế? Chân chú lại đau à? Đúng vậy, sáng nay ở nhà chú bị ngã, chân chú đau quá. Nếu Cúm móp chân giúp chú thì chú sẽ mau khỏi và chơi được với Cúm. Chú nói chú bị đau chân và nhờ Cúm bóp chân hộ. Được một lúc, chú vòng tay qua người kéo Cúm lại gần. Cúm cảm thấy hơi khó chịu. Chắc là chú chỉ vô tình chạm vào người mình thôi. Nhưng vì sau đó chú chơi với Cúm nên bạn ấy lại vui lại ngay. Nhiều ngày sau đó, chú vẫn gọi Cúm vào bóp chân. Sau đó hai chú cháu lại chơi với nhau. Nhưng những lần sau chú thường chơi cù lét và đụng chạm vào người Cúm rõ ràng hơn. Cúm cảm thấy không thích điều đó, nhưng nghĩ chú bị đau chân và sợ chú sẽ không chơi với mình nữa, nên cố vẫn giúp chú. Yên nào, đừng có nói cho bố mẹ. Nói ra bố mẹ cháu cũng không tin đâu, còn bị đánh đấy. Buổi tối, khi bố mẹ đi làm về, Cúm rất muốn kể cho bố mẹ nghe chuyện chú động chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể mình và mình cảm thấy khó chịu và sợ hãi như thế nào. Nhưng bạn ấy sợ bố mẹ sẽ không tin và sẽ đánh mình vì chú là chú của mình. Chiều hôm ấy, Cúm về nhà. Bạn ấy đứng ở trước cửa nhà rất lâu mà không dám vào. Cuối cùng, Cúm quyết định sang nhà bà ngoại. Cúm không dám về nhà. Bạn ấy sợ nếu về sẽ bị chú gọi vào bóp chân, và chú lại cố tình động chạm vào vùng riêng tư. Cúm không biết vì sao lại như vậy, nhưng điều này rõ ràng là không tốt. Điều ấy làm Cúm khó chịu và xấu hổ. Cúm tin tưởng bà ngoại và nghĩ rằng bà sẽ tin lời Cúm. Vì thế bạn ấy đã kể mọi chuyện cho bà nghe. Bà tin Cúm. Bà đã gọi bố mẹ tới và nói chuyện. Bố mẹ Cúm rất bất ngờ và hoảng hốt, nhất là bố. Nhưng bố mẹ tin Cúm và cảm thấy vô cùng đau lòng. Bố Cúm đã nói chuyện với người chú và chú cũng đã thừa nhận những hành vi sai trái của mình. Bố mẹ hiểu, có lẽ Cúm đã vô cùng sợ hãi khi sống cùng nhà với người như vậy mà lại không thể nói với bố mẹ. Công an đã vào cuộc điều tra và người chú đã thú nhận những hành vi sai trái của mình. Những ngày sau đó, Cúm ở nhà bà ngoại một thời gian. Mẹ cũng tới ở đó để Cúm cảm thấy an toàn và được quan tâm, không còn sợ hãi những chuyện đã qua. Bạn Cúm đã quyết định nói với bà ngoại, người mà bạn ấy tin tưởng. Đó là việc làm đúng đắn. Nói với người lớn luôn là cách tốt nhất để tránh chúng ta bị xâm hại. Cơ thể chúng ta là của chúng ta, nên dù đó là ai, việc động chạm đến vùng riêng tư của người khác đều là động chạm không an toàn. Và điều này cần được dừng lại. Các bạn hãy nói không, chạy đi và nói với người lớn mà bạn tin tưởng ngay lập tức để bảo vệ bản thân. Đúng vậy,
dù đó là ai, ngay cả với những người thân thiết, nếu có những động chạm làm chúng ta cảm thấy khó chịu, thì hãy luôn nhớ nguyên tắc, nói không, chạy đi và nói với người lớn mà bạn tin tưởng, để việc này được dừng lại. Các bạn nhớ nhé. Hãy gọi 111, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, khi cần được tư vấn hay tố giác những hành vi xâm hại trẻ em. Hãy like và subscribe YouTube channel VTV7Kids để cùng xem trọn bộ chương trình giáo dục giới tính mùa 2 nhé.